Rồi, em xin chào anh Minh nha. Thì cái con đài này nè, bản thân em nhận thấy không phải là nói để cho anh mua, mà con đài này á, cách đây cũng khoảng vài ngày rồi, em có dọn lên này, em có nói với bà xã này, chắc con này để chơi em ơi, con này hát hay quá. Nó thì tiện dịp có ông anh ông hỏi, ông mua đòi mua con Hitachi nhưng mà em đã bán rồi. Cho nên là em tiện dịp em nói em còn con Toshiba có lấy không hôm qua, cho nên em mới test á. Thì sẵn sáng nay thì cũng buồn buồn rồi đăng luôn đó. Mấy cái hình ảnh mà em đăng trên trên Zalo đó là hình ảnh em giới thiệu cho cái anh kia, chứ em không có chủ ý là chụp chụp đó thì chụp cái cảnh khác. Thì để thể hiện được cái chất âm con này là như là em nói, thì em xin test kỹ là cho anh một cái nè đó. Rồi giờ là trước tiên là em test bằng cassette ha. Một cải lương xưa. Hồi nãy giờ cô đang nói chuyện với tôi đó hả? Trai Tiểu Ngốc Tử là tôi. Trai. Ủa, tên tôi mà sao tôi không biết? Ta đặt cho nhà ngươi đó, chịu không? Chịu. Miễn Miễn sao? Miễn cô đương đến đây thường để bầu bạn với tôi. Miễn cô đương đừng dữ dằn với tôi nữa. Một mặt
Cái mặt sóng đài này nè, cái bề ngang của nó là lớn hơn cái bề ngang của cuốn băng. Con ngựa ô, ngựa ô anh cóp cây kia.
trong thò là nơi đưa nàng, đưa nàng anh đưa nàng về dinh, là nơi đưa nàng, đưa nàng anh đưa nàng về dinh. Nhuộm môi hồng thắm tình anh với
cưới tôi mình chắc buồn hơn trong mộng. Dược mấy công đức cài anh lỗi bỏ rước dâu. Đám cưới nghèo chắc im lìm không tiếng pháo. Cô bà kia vui miệng bánh chung trà. Sao lễ lên đèn đốt nhang bàn thờ tổ. Cười nói nhỏ hai đứa tụi nó nghèo mà hết dạ thương nhau. Con này nó tự động auto stop luôn. Thì chỗ anh em mình thâm tình, em test cho anh thật là kỹ để anh cảm nhận được, để anh có sự chọn lựa. Thích thì chơi. Bây giờ mình không có nói là mua để nghe nữa, mà là mình sưu tầm, mình trải nghiệm. Có nghĩa là những cái gì đam mê của mình á, mình gửi gắm vào cái những cái chiếc đài cassette để mình thưởng thức, mình nghe. Bây giờ thì nó cũng chủ yếu là chơi mấy cái này lại để hoài niệm. Thì em nhiệt tình, em test cho anh nó cụ thể như vậy, ưng ý thì anh em mình chia sẻ với nhau. Thì qua nghe được cái con này á, thì em thấy nó cái chất âm, nó âm nó là một cái loại âm cổ, âm mộc ha. Loa của nó là một cái loa chống nhiễu, có nghĩa là cục 500 nó không lòi ra, mà cục 500 nó thiết kế ở bên trong cái ruột và nó bị bao bọc bởi kim loại bên ngoài. Đó là gọi là loa chống nhiễu. Thì cái con này á, nó theo em đoán được, anh đã nghe 560 rồi đó. Thì con 560 em không thích cái chỗ là tiếng nó chép nhiều. Nhưng mà 560 nó vẫn hay, bởi vì nó là một cái hàng chất lượng, đầu tư kính. Con này thì con đầu tư cổ, đầu tư sắt. Nhưng mà con này nó cho ra chất âm quá hay, với cái độ thiết kế nó quá gấu, nhìn rất là bắt mắt và đẹp. Trưng bày thì nó duyên dáng đó. Thì nghe nó, nghe độ vang xa, con này tiếng nó sâu lắm. Lo nó không to đâu, chỉ 11, 12 thôi. Nhưng mà mình nghe như một cái lo lớn. Cái âm nó mọc mà nó sâu mà nó dày. Tiếng nó gông gãi. Rồi bây giờ em xin mời anh nghe một cái chất âm tiếp theo của Duy Khánh nha, để cảm nhận được. À, giữa lòng miền Trung, miền Quỳ Dương, là đây nước chảy suối nguồn sông Khán Giang.
nhiệt nơi. Rồi em cũng xin tua tới tua lùi cho anh thấy luôn nè. Đó, tua rất là mạnh, cơ nó bằng sắt rất là chuẩn luôn. Đó, nó chạy ào ào ào, chạy mạnh lắm, không yếu yếu như mấy con na đâu, chạy mạnh lắm. Đó, vậy thì em đã test cho anh hoàn thiện khách hàng. Công tơ mét nó quay rất là lẹ luôn nè. Ta chia nhau tiếng vui tiếng buồn bao giờ nè. Thì quay trở về Duy Khánh thì con này nó rất là hợp, nghe tiếng nó ngọt ngào lắm. Duy Khánh ca là đúng thể hiện luôn đó. Thì con này máy cổ mà, nồi đồng cối đá, bộ cơ nguyên bằng sắt hết, rất là ok luôn. Rồi em cũng mời anh thưởng thức nha, nghe được, cảm nhận được chất âm để giống như là lời của em trình bày với anh như vậy đó. Theo em thì cảm nhận em thích con này hơn con 560, bởi sao? Âm nó rất là mộc mạc, tiếng gõ lóc cóc của cái nhạc cụ rất là hay. Rồi em xin chào anh Minh nha.